Chào mừng bạn quay trở lại với bằng lên Soccer YouTube Channel. Vâng, và sự kiện FPC vừa được ra mắt trong game phim Mobile. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ vào sự kiện và chúng ta sẽ nhận các phần thưởng. Đầu tiên đó là 4 cầu thủ đồng. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ vào cái FPC đầu tiên. Chúng ta cần một cầu thủ CM và over tối đa là 60, tức là các bạn sẽ tìm một cầu thủ mà từ 60 trở xuống để kiếm con nào cùi nhất cho tiết kiệm. Dưới 60 là được. Đây, như vậy mình đã xong nhiệm vụ đầu tiên, mình cho mình 3 con silver. Ok, cái nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta cần chính xác một team 65 over với 3 cầu thủ. Ok, chúng ta sẽ xài mấy những con mà máy mới cho. Khi mà bảo 2 con 65 rồi thì cần cuối cùng bạn bảo 64 cũng được. Thì over nó vẫn tính tròn và 65. Ok, một con 66 luôn này. Ok, giờ mình sẽ nhận được một cầu thủ 71. Tiếp theo, một cái nhiệm vụ chúng ta sẽ nhận được 100 skill boost. Ở đây thì các bạn chúng ta phải cần chính xác 3 cầu thủ và đúng vị trí, trong đó có ít nhất một cầu thủ người Anh. Ok, cho còn là B nghe anh đi. Đây là tiết kiệm thì chúng ta sẽ xài những cầu thủ over thấp thôi các bạn ạ. Giờ K, ok, có chưa? Vâng, xong rồi các bạn. Vâng, và sau khi mình hướng dẫn, mình sẽ mở khóa cái FBC và nhận được 2 cầu thủ gold. Ok, chúng ta sẽ lùi lại. Như vậy đây mới chỉ là hướng dẫn thôi các bạn ạ. Còn phần chơi chính thì chúng ta sẽ tới với cái phần cập nhật tiếp theo của EA.